Phủ Đề Gia ở Rễ, chương 6272 đến chương 6276. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây kịp phản ứng lại. Trên mặt từng người đều mang theo vài phần thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ là vị Bùi chủ tịch kia của chúng ta? Khốn kiếp, hắn thực coi là với một cái tên tuổi Bùi chủ tịch không hiểu thấu liền có thể tùy ý làm bậy hay sao? Nhanh lên đem hắn lôi ra, thật là đem thương hội đại hạ chúng ta mất hết mặt mũi. Tại thời điểm những người này lớn tiếng ồn ào, khách ở bên trong cả tầng lầu đều bị hấp dẫn. Một số nam nữ uống đến say khướt, vốn đã bắt đầu giao lưu, xâm nhập nông cạn dài ngắn, toàn bộ đều từ trong khe cửa nhìn ra. Mà Tư Đồ Dao giờ phút này cũng bước ra khỏi phòng sau khi nghe tin. Sau khi biết chuyện xảy ra ở đây, nàng xa sầm mặt lại, chậm rãi nói: "Chư vị, chuyện không có chứng cứ, vẫn là không nên nói lung tung thì tốt hơn." Mặc dù Tư Đồ Dao không có thực sự tán thành Bùi Quy Minh làm cái gọi là bạn trai của mình, nhưng là nàng cũng không muốn những người này dựa vào phán đoán liền thu nạp tội danh cho Bùi Quy Minh như vậy. "Gia công chúa, chúng ta những người này ngày bình thường thường xuyên tụ hội, nhưng là đã thời điểm nào phát sinh qua loại mưu toàn bá vương ngạnh thường cung này bao giờ đâu." Hoa Thanh Bình một mặt lãnh ý: "Cho nên chúng ta có đầy đủ lý do để hoài nghi người xuất thủ chính là gia hỏa lần đầu tiên tới kia. Nói không chừng hắn căn bản là chưa từng tới địa vị cao cao tại thượng như thế, cho nên muốn một lần chơi cho đã." Một nữ lang xinh đẹp giờ phút này khẽ nói: "Gia công chúa, ngươi cũng đừng cho rằng loại cẩu nam nhân này không biết xấu hổ. Mặc kệ đến cùng phải là hắn làm hay không, trực tiếp báo cảnh sát là được. Thám tử đồn cảnh sát khẳng định sẽ đến đem sự tình đều xử lý tốt. Không thể." Hoa Thanh Bình phảng phất như nghĩ đến cái gì đó: "Thương Minh đại hạ, chúng ta hiện tại chính là đang ở thời kỳ mấu chốt muốn thay đổi chủ tịch. Ở thời điểm này cũng không thể có bê bối xuất hiện. Bằng không mà nói, đối với danh dự Thương Minh đại hạ, chúng ta sẽ có đả kích cực lớn. Trước hết, hãy để cho người của Bộ An ninh đến chủ trì công đạo, không giải quyết được vấn đề rồi hãy báo cảnh sát." Nghe nói như thế, người trong toàn trường đều là khẽ gật đầu. Thương Minh đại hạ xưa nay chưa từng xảy ra những chuyện tương tự, đương nhiên gánh không nổi việc mất mặt như vậy. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đồng ý, giờ phút này Hoa Thanh Bình không biết từ nơi nào lấy ra một cái microphone, giờ phút này đối với bên trong gian phòng lớn tiếng hét lên: "Bộ Nguyên Minh, ta biết người ở bên trong là ngươi. Ngươi mượn rượu giả điên chính là muốn bá vương ngạnh thượng cung đối với Tôn Dung tiểu thư. Ta đề nghị ngươi mau cút ra đây. Bằng không mà nói, một hồi người Bộ An ninh đến đây, ngươi sẽ sống không bằng chết. Yến Kinh chúng ta đối với loại lưu manh này xưa nay sẽ không hề khách khí." Trương Tử Nghi chần chờ một chút vẫn là trầm giọng: "Bộ Nguyên Minh, nếu như ngươi ở bên trong vẫn là nhanh lên ra tới nhận lầm đi. Dù sao ngươi đêm nay uống nhiều rượu như thế là người đều có thể phạm sai lầm, thế nhưng là biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Chỉ cần có thể lấy được sự thông cảm của Tôn Dung tiểu thư, hôm nay chuyện này liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có gì." Nghe được Trương Tử Nghi tận tình khuyên bảo, rất nhiều người đều cười lạnh một tiếng. Người có chút đầu óc đều nhìn ra được đây là một trò chơi. Mà nếu đã là một trò chơi, thế nào có khả năng tùy tiện liền kết thúc được à? Quả nhiên, ngay lúc này có 10 nam tử mặc âu phục đi tới. Chuyện là thế nào? Thế nào mà hò hét ầm ĩ như vậy chứ? Đội trưởng bảo vệ dẫn đầu, thần linh chính là Chu Phạm trước đó. Nhìn thấy Chu Phạm xuất hiện, Hoa Thanh Bình một mặt nghiêm túc mở miệng nói: "Chu đội trưởng, người đến vừa vặn. Buổi tối hôm nay, nơi này đã phát sinh chuyện lớn. Có người muốn bá vương ngạnh thượng cung đối với Tôn Dung tiểu thư. Người nhất định phải thay nàng chủ trì công đạo à?" "Cái gì?" Chu Phàm một vẻ mặt cố gắng kinh ngạc, sau đó hắn sa sầm mặt xuống, nhìn chằm chằm cửa phòng, điềm nhiên nói: "Cút ra đây, bằng không mà nói, một hồi người của ta ra tay, liền có thể cam đoan sự an toàn của ngươi." Lý Tiến tiến đến bên người Chu Phàm, thấp giọng nói: "Chu đội trưởng, người muốn bá vương ngạnh thượng cung đối với Tôn tiểu thư kia, chính là Bùi Nguyên Minh trước đó, hả? Là hắn sao?" Nghe được tin tức như thế này,
Chu Phàm lập tức liền cười lạnh một tiếng. Hắn nghiêng đầu, xoa xoa tay, đi đến cửa phòng. Khốn kiếp, ta đã sớm nhìn ra, ngươi không phải là cái người tốt gì. Vốn dĩ ta cho là ngươi chỉ là đến chúng ta nơi này hết ăn lại uống rồi trộm đạo mà thôi. Nghĩ không ra ngươi thế mà gan lớn làm bậy như thế. Hiện tại chính ngươi cút ra đây, đánh gãy mình một đôi tay, nói xin lỗi Tôn Dung tiểu thư, bằng không mà nói cũng đừng trách ta không khách khí. Két. Ngay tại Chu Phàm vừa nói xong, chuẩn bị để người cưỡng ép phá cửa, nháy mắt liền thấy cửa phòng bị người đẩy ra. Vừa mới lau khô tóc, Bùi Nguyên Minh mặc áo choàng tắm đi ra. Ánh mắt anh lười nhác, tựa hồ cũng không hề quan tâm đến sự thay đổi trên sắc mặt của Chu Phàm, chỉ là thản nhiên nói: sự tình còn chưa có biết rõ ràng liền phải đánh gãy một đôi tay của ta sao? Thế nào, các ngươi có thể đại biểu cho vương pháp sao, hay là đại biểu cho thám tử hay sao? Các ngươi nói ta có tội liền có tội hay sao? Các ngươi có phải quá mức tự cho là đúng hay không? Chu Phàm giờ phút này ngẩng cổ lên cười lạnh: ngươi tùy tiện đi ven đường hỏi một chút, hỏi một chút người ở đây, ở nơi này có phải là phải tuân theo pháp tắc thương minh đại hạ hay không? Mà lại ngươi làm chính là loại chuyện phát rồ phát dại này, không cần thám tử cũng không cần vương pháp, chúng ta những người này liền có thể xét xử ngươi. Tư Đồ Dao nhìn thấy Bùi Minh từ căn phòng Tôn Dung đi ra, giờ phút này cũng là đại mi cau lại: Bùi Minh, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng chuyện là như thế nào. Đối với Tư Đồ Dao mà nói, vốn dĩ Bùi Minh rơi vào hạ tràng như thế cũng không liên quan gì đến mình, nhưng vấn đề là nam tử hư hư thật thật là lưu manh trước mắt này lại là bạn trai tạm thời của mình à? Dù chỉ là tạm thời, nhưng sự tình nếu như thực sự truyền ra ngoài như vậy, tên tuổi thương minh đại hạ cùng Tư Đồ Gia liền bị hủy hoại à? Cho nên chỉ cần có một chút khả năng, Tư Đồ Giao đều muốn giúp Bùi Nguyên Minh một chút. Chẳng qua Bùi Nguyên Minh giờ phút này lại liếc nhìn Tư Đồ Giao một chút, thản nhiên nói: ta không tiến vào bất luận gian phòng của kẻ nào, ta tiến vào chính là gian phòng của ta. Còn như nữ nhân này, ngay từ đầu nàng liền ở tại bên trong mà lại mặc áo choàng tắm, muốn ta đi tắm rửa. Nghĩ không ra, ta đi tắm rửa về sau, nàng liền la hét như điên, mở cửa. Nghe được Bùi Nguyên Minh giải thích, Chương Tử Nghi lập tức giận không có chỗ phát tiết: Bùi Nguyên Minh, ngươi cũng đừng giải thích lảm nhảm nữa. Đầy điển hình là càng bôi thì càng đen thôi. Hôm nay, Tôn Dung còn cùng ngươi đấu võ mồm, hai người các ngươi nhìn thế nào đều là không đội trời chung. Nàng đầu óc nước vào lại tiến vào gian phòng của ngươi hay sao? Nói đến đây, trên mặt Chương Tử Nghi hiện lên một tiếng thở dài: Bùi Nguyên Minh, ta biết Tôn Dung hôm nay bởi vì giao công chúa mà cùng ngươi già mồm, như là ngươi cũng không thể bỗng nhiên liền muốn bá vương ngạnh thượng cung đối với nàng à? Mà là hiện tại ngươi còn không xin lỗi, chẳng lẽ ngươi thật chuẩn bị tiến vào đồn cảnh sát hay sao? Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc xem thường: xin lỗi sao? Ngươi thể hỏi bạn gái tốt của mình một chút, đến cùng cần ai đến nói xin lỗi cho ai? Nàng hiện tại nghiêm túc xin lỗi, ta còn có thể không so đo chuyện này. Bằng không mà nói, cuối cùng là cái kết cục gì liền nhìn duyên số của nàng đi. Ngươi! Nghe được Bùi Nguyên Minh, Chương Tử Nghi tức giận đến liên tục dậm chân, một dáng vẻ hảo tâm của mình đã cho chó ăn. Tử Nghi à, ta biết ngươi là chủ trợ lý chủ tịch, cho nên còn muốn giúp tên giả mạo này nói chuyện. Nhưng là loại người này nhìn thế nào đều là một kẻ phạm tội theo thói quen, người khách khí với hắn làm cái gì ạ? Nói đến đây, Hoa Thanh Bình ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Khốn kiếp, người cái dáng vẻ bùn nhão không dính lên tường được này, liền đợi đến khi ngồi tù một xương luôn đi. Ta sẽ để cho Chu đội trưởng trước tiên đánh gãy tay chân của ngươi, sau đó lại ném đi vào đồn cảnh sát. Nghe được Hoa Thanh Bình, tiếng cười xung quanh càng thêm tràn ngập ác ý. Tư Đồ Dao nhìn thấy biểu hiện của những người này thay đổi, đại mi lại lần nữa nhíu chặt. Nàng gần như liền đoán ra được đây là có ý gì. Có điều nàng giờ phút này híp mắt nhìn xem Bùi Nguyên Minh, nhưng không có mở miệng giúp Bùi Nguyên Minh giải thích, bởi vì nàng muốn nhìn một chút Bùi Nguyên Minh gia hỏa này chuẩn bị vượt qua cửa ải này như thế nào. Chu Phàm giờ phút này vặn vẹo tay của mình rất phát lối, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, chậm rãi mở miệng: người trẻ tuổi, ngươi thật sự không nhận tội sao? Thật sự không giải thích sao? Bùi Nguyên Minh nhún vai: giải thích cái gì? Các ngươi muốn vu oan cho ta, dù sao cũng phải có đầy đủ chứng cứ à? Không có nhân chứng, không có vật chứng,
liền chỉ chúng ta bá vương ngạnh thượng cung được sao? Các ngươi không cảm thấy hành vi của mình có chút tức cười hay sao? Nhân chứng. Chu Phàm cười lạnh một tiếng, chỉ vào Tôn Dung hai má đang sưng tấy lên. Tôn tiểu thư chính là nhân chứng lớn nhất. Còn như vật chứng, đó, khăn tắm của ngươi đang quấn bây giờ, quần áo ném trong phòng, chính là vật chứng. Mặc dù Tôn tiểu thư cát nhân thiên tướng, cuối cùng không có bị ngươi chiếm được tiện nghi, nhưng là loại chuyện mang tính chất ác liệt như thế này, cho dù là chưa thỏa mãn, ngươi cũng phải trả giá đắt. Vật chứng không nói trước, chúng ta trước tiên nói tới nhân chứng một chút đi. Bộ Nguyên Minh biểu môi, một mặt như nhìn tên ngu xuẩn. Nếu như ánh mắt của các ngươi không bị mù, liền có thể nhìn thấy hai cái đầu dấu bàn tay trên mặt Tôn Dung, ngón tay cái là hạ xuống. Mà dạng dấu bàn tay này chỉ có tự mình nện mình mới có thể làm được. Trừ chuyện đó ra, trong khe hở móng tay của nàng hẳn là có những sợi chỉ áo ngủ cùng quần áo của nàng. Mà những vật này giữa kẻ tay của ta khẳng định là không có. Cho nên điều này cũng có thể chứng minh ta căn bản là không có chạm tới nàng. Đây hết thảy nói trắng ra chẳng qua là Tôn Dung đang tự biên tự diễn mà thôi. Người nói những chuyện này có chứng cứ có thể chứng minh được hay sao? Chu Phàm sa sầm mặt lại, chậm rãi mở miệng, hiển nhiên là không nghĩ tới Bộ Nguyên Minh thế mà khó đối phó như thế. Muốn chứng minh không khó. Bộ Nguyên Minh ánh mắt lấp lóe, chỉ là nếu như ta thực sự chứng minh đây là có người vu oan hãm hại ta, các người lại chuẩn bị giải thích cho ta như thế nào? Chu Phàm híp mắt nhìn Bộ Nguyên Minh một lát sau, nếu như người có thể chứng minh sự trong sạch của mình, ta có thể suy xét thả người đi. Bộ Nguyên Minh nhịn không được phì một tiếng, có thể bỏ qua cho ta sao? Chu đội trưởng, ngươi có phải là quá coi trọng chính mình rồi hay không? Liền ngươi cái thái độ cùng lập trường như thế này, ta một hồi liền xem như xuất ra chứng cứ rõ ràng, ngươi cũng sẽ không nhận à? Chu Phàm cau mày lạnh lùng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Bộ Nguyên Minh vỗ tay thản nhiên nói, các ngươi không phải là buổi báo cảnh sát hay sao? Nhanh lên báo cảnh sát đi, ta một hồi đem chứng cứ giao cho người của đồn cảnh sát, đoán chừng sẽ có không ít người đi vào ngồi ngắm nhau mấy năm. Các ngươi yên tâm, chứng cứ này của ta vô cùng đầy đủ, cam đoan các ngươi ra tòa một chút tâm tư thưa kiện đều không có. Nghe được lời nói của Bộ Nguyên Minh, Chu Phàm ngược lại là có chút kiêng kỵ. Dù sao lấy năng lượng Thương Minh đại hạ mà nói, xác thực không thích hợp đem loại chuyện này làm lớn lên, vạn nhất bị truyền thông truyền bá lung tung những việc này, đối với danh dự của Thương Minh đại hạ ảnh hưởng rất là to lớn. Vừa nghĩ đến đây, Chu Phàm chỉ có thể hít sâu một hơi. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi là bị người vu oan hãm hại, như vậy ta chẳng những chịu nhận lỗi với ngươi, mà lại kẻ chủ mưu chuyện này sẽ ba đao sáu động ném ở trước mặt ngươi, thấy như thế nào? Thống khoái. Dưới sự chú ý của mọi người, Bộ Nguyên Minh thản nhiên lấy điện thoại ra, bấm nút play. Vừa mới rồi, sau khi ta vào cửa, nhân tiện bật chế độ quay video, vừa vặn ghi chép được một số thứ thú vị. Mọi người không ngại cùng một chỗ nhìn xem đi. Nghe được Bộ Nguyên Minh, Chu Phàm đám người đồng thời đều sững sờ, bọn hắn nghĩ không ra. Bộ Nguyên Minh thế mà chuẩn bị thu hình lại rồi, mà thu hình lại thứ này đại diện cho sự thật. Rất nhanh, video bắt đầu phát và toàn bộ quá trình hiển thị rõ ràng trên màn hình. Nhìn thấy Tôn Dung vốn dĩ lúc đó một mặt ủy khuất đang la hét muốn được Bộ Nguyên Minh bá vương ngạnh thượng cung với mình, thì ra là dáng vẻ như vậy. Người ở chỗ này biểu lộ đều vô cùng phấn khích. Mà Hoa Thanh Bình cùng Tôn Dung sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực hạn. Thời điểm Bộ Nguyên Minh lấy ra video này, điều này nói rõ mặc kệ bọn hắn giải thích như thế nào đều không còn ý nghĩa. Mọi thứ trong video đều là sự thật đã thắng ngụy biện. Toàn trường đều chết lặng, mọi người cũng không ai nghĩ đến Hoa Thanh Bình cùng Tôn Dung thời điểm muốn xuất thủ hại người, thế mà không hề biết rõ bản lĩnh của đối thủ, kết quả lại ăn thiệt thòi lớn như vậy. Mà Trương Tử Nghi giờ phút này cũng là một mặt khó có thể tin. Nàng vốn dĩ đều coi là Bộ Nguyên Minh chết chắc, nghĩ không ra lại là cao tay tới độ này. Dù sao bọn hắn, những người này thời điểm muốn hại một người ngoài cái vòng tròn đã khi nào thất bại đâu à. Bây giờ bị người đánh vào mặt như thế này, thực sự là có chút cảm giác không còn mặt mũi. Mà Tư Đồ Dao nhìn xem chứng cứ như thế này, ngược lại là đối với Bộ Nguyên Minh thưởng thức mấy phần. Nàng rất rõ ràng ngay từ đầu những người này
chuốc cho Bộ Nguyên Minh bao nhiêu rượu. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Bộ Nguyên Minh còn có thể hoàn toàn làm ra chuẩn bị. Ngoài trừ lòng can đảm kinh người của hắn ra, mọi chuyện nhất chính là hắn chỉ sợ sớm đã tính xong Hoa Thanh Bình đám người muốn xuất thủ với hắn. Bằng không mà nói, không có cái bằng chứng này, liền xem như có nói toạc miệng, chỉ sợ đều không có cách nào lật bàn được ha. Nhân chứng, vật chứng đều tại đây. Bộ Nguyên Minh đợi đến khi video phát xong, sau đó mới cười nhạt một tiếng. Tôn tiểu thư, người không muốn nói cho ta biết, ai ra lệnh cho ngươi làm sao? Chỉ cần ngươi nói ra chủ mưu phía sau màn, ngươi một người chấp hành này, tội cũng có thể nhỏ đi một chút ra. Không có khả năng, không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng. Tôn Dung giờ phút này có chút điên cuồng hét lên. Ta vừa mới rồi đã rất chú ý, ngươi thế nào cũng có thời gian thu hình lại được à? Ngươi rõ ràng đã say khướt, muốn ta, mặc cho ta tuột hết quần áo của ngươi mà. Bộ Nguyên Minh thản nhiên nói, ngươi thấy bộ dáng của ta giống là uống say hay sao? Ngươi... Tôn Dung á khẩu không trả lời được. Hoa Thanh Bình giờ phút này là tại sự rung động ban đầu, về sau bình tĩnh lại. Hắn híp mắt nhìn xem Bộ Nguyên Minh, chậm rãi nói, ngươi đã sớm đoán ra đêm nay sẽ có người ra tay với ngươi, đúng không? Bộ Nguyên Minh nhún vai thản nhiên nói, chỉ là ta cũng không nghĩ ra thủ đoạn của các ngươi lại thấp kém như thế. Phàm là các ngươi nghĩ ra những biện pháp khác cũng sẽ không như hiện tại bị ta đè xuống đất chà đạp. Hoa thiếu, từ biểu hiện của ngươi xem ra ngươi liền là chủ mưu chuyện này à? Vậy ngươi chuẩn bị tự mình tiếp nhận hình phạt 3 đao 6 độc đúng không? Hay là chuẩn bị để ta dẫn ngươi đi đồn cảnh sát à? Ngươi yên tâm, đến đồn cảnh sát ta là tuyệt đối không chấp nhận hòa giải. Để người như ngươi đi vào đếm chân gián mấy năm cũng coi như là vì xã hội mà cống hiến. Nói đến đây, Bộ Nguyên Minh thở dài một hơi, một mặt khinh miệt không chút che giấu nào. Hiển nhiên Hoa Thanh Bình có thủ đoạn như vậy, anh thấy bất nhập lưu à. Khốn kiếp, ngươi còn muốn ta chịu 3 đao 6 độc hay sao? Thu thập ngươi, đem điện thoại di động của ngươi cướp đến tay, ta nhìn ngươi cầm cái gì đi kiện ta. Hoa Thanh Bình thần sắc biến hóa mấy lần, sau đó rống giận hướng về phía vị trí Bộ Nguyên Minh vọt tới. Hiển nhiên tính toán không thành, hắn sẵn sàng biến mọi thứ thành bạo lực. Bốp! Bộ Nguyên Minh mảy may đều không có ý tứ nuông chiều Hoa Thanh Bình, mà là trở tay một cái tát mạnh, trực tiếp đem Hoa Thanh Bình quất lật trên mặt đất. Nguyện cược không chịu thua, ngươi người này một chút thú vị đều không có. Bốp! Tính toán không thành công, lại muốn động thủ, giá trị đại thiếu của ngươi ở đâu rồi à? Bốp! Còn muốn đoạt điện thoại của di động của ta, không biết có câu nói gọi là tội thêm một bậc hay sao? Bốp! Ở trong mắt người như ngươi còn có vương pháp sao? Còn có đạo lý hay sao? Hay là nói đây chính là tác phong của bọn đời thứ hai Thương Minh Đại Hạ các ngươi? Nếu là như vậy, cái tác phong này bắt đầu từ giữa phút này chỉ sợ cũng phải sửa đổi một chút. Bộ Nguyên Minh một chữ một bàn tay, một câu một cái quất tay, chẳng qua nháy mắt mà thôi, liền trở 10 cái bàn tay đánh cho Hoa Thanh Bình răng rơi đầy đất, gần như ngay cả lời đều nói không ra. Ngươi! Những đồng bọn khác vốn là muốn tiến lên, nhưng nhìn đến dáng vẻ hung hãn của Bộ Nguyên Minh, toàn bộ đều mi mắt run rẩy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Thanh Bình mặt bị quất thành cái đít bò. Bộ Nguyên Minh, như vậy là đủ rồi. Lúc này Tư Đường Giao đã lên tiếng đúng lúc. Ngươi cũng không bị tính là tổn thương thực sự, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ chết người đó à? Hà, bạn gái tạm thời của ta nói đúng á. Bộ Nguyên Minh một bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta tốt xấu gì cũng xem như một đại nhân vật, tự mình động thủ một chút giá trị đều không có. Đang khi nói chuyện, Bộ Nguyên Minh một chân đem Hoa Thanh Bình trực tiếp đạp đến trước mặt Chu Phàm, sau đó anh đưa tay móc móc lỗ tai, có chút hăng hái mở miệng nói ra, vừa mới rồi Chu đội trưởng chúng ta nói tới cái gì à? 3 cái gì 6 cái gì nhỉ? Chu Phàm mi mắt giật lia lịa, gọi là 3 đao 6 độc. Bộ Nguyên Minh nhẹ gật đầu, tiện tay từ bên trong mâm đựng trái cây bên trên bàn trà lấy ra một thanh dao gọt trái cây ném trên mặt đất, sau đó cười cười nói, vậy liền dựa theo phép tắc mà làm đi. Lý Tiến, Tôn Dung đám người từng người nháy mắt, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hoa Thanh Bình càng là bụng mặt lạnh giọng nói, họ Bùi, người thế mà còn muốn phế ta sao? Ta cho người biết, hôm nay nếu như ta thiếu đi một cọng lông, ta đều muốn cả nhà ngươi chôn cùng. Trương Tử Nghi có tâm muốn khuyên mấy câu, nhưng là giờ phút này là không biết nói cái gì cho tốt.
Dù sao ngay từ đầu nàng cũng không có giúp Bùi Nguyên Minh nói chuyện, thậm chí đối với kết cục xấu có thể khả năng xảy ra với Bùi Nguyên Minh nàng cũng ngầm thừa nhận, chỉ là không nghĩ ra sự tình lại biến hóa nhanh như vậy mà thôi. Hết.